Vân Khanh xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi mục Chính sự Việt Nam của đài truyền hình kalitoday.com được phát thanh và phát hình mỗi ngày, thêm về tình hình chính sự tại quê nhà, được trích từ báo kalitoday.com trong số ra mới nhất. Mời quý vị theo dõi bản tin Lò của ông Trọng có nghỉ Tết hay không? Bài viết của Phạm Chí Dũng được trích dẫn từ báo Kali Today. Năm hết, Tết đến. Một lần nữa, kể từ tháng 12 năm 2017, nhiều người đã bị hố nặng khi chứng kiến lò của Tổng Bí thư Trọng vẫn rừng rực cháy ngay cả sau khi kết thúc phiên tòa Thăng và Thanh, và vào lúc một phiên tòa khác xử Trịnh Xuân Thanh, tội tham ô gần chấm dứt. Củi mới nhất là ông Nguyễn Ngọc Sự, sinh năm 1957, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinasin. Ông Sự bị tống vào xà lim chỉ trước Tết Nguyên đán 2018, chưa đầy 3 tuần. Có vẻ ông Trọng không chịu nghỉ Tết, và cái lò của ông cũng giống ông. Vào quý 3 năm 2017, giới quan chức tham nhũng đã từng kỳ vọng rằng vụ ông Trọng xử Nguyễn Xuân Anh ở Đà Nẵng là điểm kết thúc để phần cuối năm 2017 sẽ êm ả mà không xảy ra thêm vụ nào khác. Rồi đến khi nổ ra vụ bắt Đinh La Thăng, họ lại hy vọng rằng đó sẽ là vụ cuối cùng của năm 2017. Nhưng sau ngày 8 tháng 12 năm 2017, với sự kiện bắt Đinh La Thăng mà đã phá vỡ tiền lệ, Ủy viên Bộ Chính trị không thể bị bắt tạm giam hay truy tố. Đến lượt hàng loạt quan chức của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, Tập đoàn Cao su Việt Nam và quan chức ngân hàng bị bắt, rồi cả một số quan chức lãnh đạo các địa phương Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Quảng Nam bị kỷ luật. Tiếp đến, những thái tử đảng cũng bị lên thớt. Nguyễn Phước Hoài Bảo, con trai cựu bí thư Quảng Nam, Nguyễn Phước Thanh, Huỳnh Minh Phong, cậu ấm của cựu bí thư Hậu Giang Huỳnh Minh Trắc. Những vụ bắt bớ liên tục này đối với giới quan chức đã nghỉ hưu cho thấy có vẻ ông Trọng chẳng còn quan tâm lắm đến nghị quyết về kỷ luật cán bộ nghỉ hưu, một loại ý chí mà ông Trọng đã khẩn cấp yêu cầu cả chính phủ lẫn quốc hội phải mau chóng soạn thảo vào giữa năm 2017, lồng trong bối cảnh cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng khi đó bị kỷ luật về mặt đảng và bị cách hết mọi chức vụ trong chính quyền. Cho tới nay, và không hiểu vì lý do gì, người ta vẫn chẳng thấy bóng dáng của nghị quyết về kỷ luật cán bộ nghỉ hưu ở đâu. Thay vào đó là hàng loạt nghị quyết của đảng, và có lẽ chỉ cần nghị quyết đảng là đủ cho tất cả. Cũng đã rõ là chiến dịch chống tham nhũng, hoặc tượng hình hơn là lò đốt của ông Trọng, đã được ông tiến hành theo chiến thuật cuốn chiếu. Theo cách nói của ông, như đã từng khen ngợi Ủy ban Kiểm tra Trung ương của ông Trần Quốc Vượng, làm vụ nào ra vụ đó, làm vụ nào đó nào. Nhưng lại có một điểm khác biệt mà lò đốt đã khiến giới quan chức tham nhũng cùng với đối thủ chính trị của ông Trọng không mấy hài lòng. Chiến dịch này được tiến hành không phải chậm, mà chắc như là một phương châm trước đây, mà nhanh đến thần tốc, dù không chắc chắn lắm, làm vụ nào đó nào, làm vụ nào đó nào, làm vụ nào đó nào. Cứ như thế, không phải giống với một ông Trọng chậm chạp, chủ trừ trước đây, mà là bàn tay bí ẩn của một ai đó đã đốt lò. Nhưng, nói gì thì nói, Nguyễn Phú Trọng chỉ trong một thời gian rất ngắn đã vụt nổi lên như một bậc thầy về thủ đoạn lẫn thủ pháp chính trị trên chính trường Việt Nam. Cú ra tay thần tốc, từ khi bắt giam đến khi bắt phải nhận án
đối với một cựu ủy viên chính trị Đinh La Thăng chỉ mất có một tháng rưỡi đã khiến ông Thăng như rơi vào cơn hoảng loạn để cuối cùng chỉ thốt nên một câu đập chết hoang tưởng: xin về nhà ăn Tết cuối cùng trước khi chấp hành án. Cuối cùng, đã chẳng có cái Tết nào hết cho cả Đinh La Thăng lẫn Nguyễn Ngọc Dự hay những cùi khác đang trong tình trạng dự bị đưa vào lò của ông Trọng. Không chỉ phá vỡ tiền lệ tồn tại từ bao lâu trước đó về ủy viên Bộ Chính trị không thể bị tống giam, ông Trọng còn đang phá vỡ luôn một tiền lệ khác trong nội bộ đảng là làm gì thì làm cũng để qua cái Tết. Tình thế đã đổi khác một cách chóng mặt trong tâm lý và tâm trạng giới quan chức trung cao. Nếu trước Đại hội 12, khi Nguyễn Phú Trọng còn chưa chắc suất tái nhiệm Tổng Bí Thư, hay cả năm 2016 là lúc ông Trọng bắt đầu hô hào chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhiều quan chức còn nửa kín nửa hở về cái biệt danh Trọng Lú, thì nay đều im bặt. Sau khi Đinh La Thăng bị bắt, nhiều người đã nói về ông Trọng không lú, với một vẻ dè dặt hơn hẳn trước đó. Còn sau khi Đinh La Thăng phải nhận án 13 năm tù giam cho một tội danh chẳng mấy thuyết phục về chứng cứ, rất nhiều quan chức đã sợ ông Trọng như sợ cọp. Ai có cảm giác cuộc đời không biết đâu mà lần, ai cũng có cảm giác mình đã từng nhúng chàm và coi chừng đến phiên mình. Năm hết Tết đến, mới đây khi trả lời phỏng vấn theo hình thức soạn sẵn một tờ báo nhà nước, ông Trọng đã liệt kê hàng loạt thành tích đưa ra xét xử các vụ án ngay vào đầu năm 2018. Như vậy là trong năm 2018 sẽ còn nhiều vụ nữa. Ông Trọng còn nhắc đến cả vụ Phan Văn Anh Vũ, một cách ngẫu nhiên cũng mới đây đã rộ lên tin đồn về một số quan chức và nhà báo có liên quan đến vụ nhôm sắp bị nhập kho. Bầu không khí đầy tính kích nổ như thế đang hăm he đe dọa một sự phát nổ trong tương lai gần, thậm chí rất gần, gần đến mức không phải để sau Tết mà có thể ngay trước đêm giao thừa Tết Nguyên Đán năm 2018. Còn Tết này ông Trọng có thể đắc chí rồi, đố thằng nào còn dám gọi ông là lú nữa. Nếu chẳng có vấn đề gì về sức khỏe, 2018 hẳn sẽ là năm Nguyễn Phú Trọng. Quý vị vừa theo dõi bài viết Lò của ông Trọng có nghỉ Tết hay không của Phạm Chí Dũng. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Kính chúc quý vị những ngày cuối tuần an vui, hạnh phúc. Quý vị có thể theo dõi mục này nhiều hơn trên làn sóng Radio Phố Đêm 1500 AM mỗi ngày từ 1 đến 5 giờ chiều và từ 4 đến 11 giờ tối tại miền Bắc California và quý đồng hương tại thành phố Seattle và các thành phố phụ cận cũng có thể nghe trên Radio Seattle ngày nay trên làn sóng 1540 AM từ 1 đến 4 giờ chiều mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu. Ngoài ra, quý vị cũng có thể nghe lại bất cứ lúc nào trên trang mạng truyền hình calitoday.com. Kính thưa quý vị, tiết mục Chính sự Việt Nam được sự bảo trợ của công ty An Hạnh, một công ty chuyên phân phối sản phẩm dược thảo, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng với giá rẻ và hàng tốt cho tất cả các gia đình người Việt trên đất Mỹ và các quốc gia khác. Quý vị có thể vào trang mạng công ty an hạnh.com để tham khảo. Hiện nay chúng tôi cần nhiều đại lý bán hàng khắp nơi. Quý vị có sẵn tiệm, muốn tăng nguồn hàng để bán, muốn tăng khách hàng cho cửa tiệm quý vị, và đặc biệt là muốn tăng cho doanh thu và thu nhập của quý vị,
thì xin liên lạc với công ty An Hạnh để làm đại lý tại các địa phương. Xin gọi số 408-482-6527, 408-482-6527. Hay quý vị cũng có thể email về info@công ty an hạnh.com, info@công ty an hạnh.com.